À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình tiếp tục cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ để tạo một cái vùng đệm an toàn cho các cái vùng lãnh thổ mà mình chuẩn bị chiếm đóng. Và thực tế là mình đã kiểm soát rất là tốt các cái vùng này rồi. Kế hoạch tiếp theo của mình là mình sẽ đi đánh chiếm một loạt các tỉnh, và trong đó có tỉnh này. Tập trước thì mình đã kết thúc bằng việc vây cái thành này rồi. Nhưng mà mình đang muốn kích động bạo loạn một tí nữa chứ nhở. Tỉnh này ôi, nó loạn rồi à? Rồi nó kết từ từ. Mình sẽ giải quyết từ từ từng thằng một. Nói chung là vùng phương Bắc này thì mình chắc là tỉnh này chắc phải ổn định mất vài lượt rồi. Chắc thế. Có lẽ ở cái lượt này thì mình chỉ còn mỗi cái việc đánh chiếm thành này thôi đúng không? Còn một cái quân đoàn nữa đâu nhỉ? Quân đoàn đánh đây à? Tiến ra đây à? Cũng nhanh thôi. Chắc mình sẽ hoàn thành cái chiến dịch này trong một khoảng thời gian chớp nhoáng. Rồi, công cái thành này phát. Rất nhiều anh kêu là bên anh những cái thành mà nó cao và to như thế này mà nó lại lắm cung thủ như thế này thì làm sao chúng ta có thể tấn công được. Nó đây chẳng hạn như cái thành này có 2, 4, 5, 7 đơn vị cung. Rất khó để công các cái đơn vị cung thủ mà nhiều như này, mà tường thành nó lại rất cao như này thì làm như thế nào. Và việc đó không khó khi trong đội hình của chúng ta có ninja các bạn ạ. Không khó một xíu nào luôn. Đó mới là câu chuyện là đó câu chuyện muôn thuở. Anh em thì cái kêu khó, các bạn nên nhớ rằng trong đội hình của bạn có ninja thì các bạn không phải lo lắng cái chuyện tường cao hào sâu, bạn có thể trèo vào đánh thoải mái luôn. Tại sao mình có thể nói thế thì đây, ví dụ như đây là một cái tường thành rất khó công này. Đấy, nó có hai lớp, đây có mấy lớp tường thành liền. Các bạn muốn đánh thành to là bạn phải đi qua một loạt các cổng. Đây, ví dụ như các bạn phải tiến vào từ cổng này. Đây, tiến vào cổng này, trèo lên đây, lên cổng này rồi mới vào được đây đúng không? Đấy. Các bạn có thể trèo trực tiếp từ đây, nhưng mà nếu mà trèo trực tiếp từ đây các bạn sẽ chết quân rất nhiều nếu như bạn cho các đơn vị lính thông thường đánh. Tất nhiên mình thì mình sẽ phải tiến từ vào hướng này, có lẽ mình sẽ phá vài cái tháp cảnh đây trước ạ. Maslock đương nhiên sẽ là lực lượng chủ lực để công thành trong trận đầu tiên. Thực ra nếu như các bạn công thành thì các bạn có thể bỏ hai cái đơn vị kỵ binh thay vào đó hai đội Maslock cho mình, như cơ bản quân đoàn này mình mang đi mang tính chất để nó có thể cả khi cần thiết có thể đánh trên bộ, nên là mình không cho Maslock vào đây. Nếu có thêm hai đội Maslock nữa thì nó bắn rất tuyệt vời đấy. Chúng ta có thêm lực lượng yểm trợ cho cận chiến leo tường rất tốt. Leo tường thì mặc định nó là ninja rồi, ninja thì quá mạnh với leo tường rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến luôn và mình sắp đặt firewall để mình đánh tay bọn chúng nó không cho cung thủ đứng ở hàng dưới này mà toàn linh giáo. Chúng nó cho cung thủ đứng hoàn toàn lên trên để mình xem chúng nó cung thủ nó kiểu gì nữa. Cho quân chạy ra đây à? Phá phản lực chưa tới tầm bắn. Vậy chúng ta cứ tiến đi. Nhưng chỗ này nó khá nhiều rừng cây. Mình có lẽ phải đứng ra đây để cho nó bị khỏi bị bay qua rừng cây, nó bị cản đường đạn của mình. Bản thân quân mình đứng trong rừng cây nó cũng ở chế độ ẩn nấp. Nhưng mà chúng ta đâu có cần ẩn nấp. Chúng ta phải công mà nấp làm sao được. Trước tới mình xem đội cung thủ nó à, đây rồi, có một đội cung thủ đầu tiên. Chúng ta phải xử lý đội cung thủ này của nó trước. Nói chung bộ binh của nó thì mình không ngại lắm, nhưng mà dù là lính cung thủ dù là lính cùi đi chăng nữa các bạn cũng không thể coi thường được, bởi vì Asiru lính cung thủ nông dân nó cũng bắn rất khơ tẩm đời.
và pháo hoa lại bắn lên rồi, và pháo hoa lại bắn lên rồi. Và bình tĩnh bắn từng loạt đạn một để cho chúng nó ổn định đã. Rồi chúng ta lại tiếp tục loạt đạn thứ hai bắn. Bắn đi. Lạp đạn à. Chúng ta phải đảm bảo rằng cung thủ đối phương phải bị loại bỏ, hoặc ít nhất là chúng ta phải cầm chân được nó. Rồi. Vâng. Có lẽ chúng ta đã giải quyết được một góc rồi đấy. Mình nghĩ là sẽ sang đến khu vực này. Bắn vào đây cho anh à. Khá nhiều thằng chết ở dưới cổng chất cổng thành rồi. Maslock sẽ làm nhiệm vụ tiền trạm phá bớt thành lũy chúng nó này. Là nó một bạn phá hoa nó bay lên. Rồi. Phá tiếp cho anh. Này nó bị vỡ sẵn rồi nên mình không bắn được nhiều lắm. Để xem nó có cử cung thủ xuống tiếp không. Có các đơn vị cung thủ đang di chuyển xuống. Bắn tiếp phát nữa này. Chúng ta không có nhiều đạn đâu, bắn phải tiết kiệm đấy. Ui dồi, chết cá mấy thằng đằng sau. Xem nào, đoạn đạn vừa rồi cũng khá khá đấy. Có lẽ là được đi. Nó không còn nhiều nữa, có lẽ mình sẽ cho cung thủ đấu được. Nó không cho các đơn vị. Đây nó có đội cung thủ mà nó chưa cho gia đình này. Tiến dần lên đi em ơi. Chưa vào tầm bắn của nhau đâu. Chưa vào tầm bắn. Bắn quả nữa. Di chuyển trong rừng cây. Bắn nó cho anh. Phải chú ý mấy đơn vị cung thủ cho nó xem nó bố trí đâu đó. Ở đây. Đường phía trên này. Rồi nó khá nhiều quân đấy. Trận đấu cung này chắc là quân mình cũng sẽ tương phong tương đối. Không sao. Ui. Rồi. Được, còn có 10 thằng thôi, chúng nó xong rồi. Ta mất một cung thủ duy nhất thôi. Ui xổ mấy con ngựa của nó. Mình nghĩ bọn cung này nên tắt Fire Wheel. Đây đội cung này nó chưa thèm di chuyển này. Nó còn có các đơn vị cung thủ đứng gác ở đây. Mình nghĩ là mình sẽ phải lã pháo ở đây đã. Không để cho chúng nó đứng trên. Nó đứng trên đấy mà nó bắn mình là mình chết.
Đây nó còn là hai đội cung thủ nữa. Đây có một đội cung nữa. Tổng cộng nó còn 5 đội cung nữa. 5 đội cung tên vẫn còn đầy đủ. Được. Vậy thì bắn vào đây. Mình đang tính là có thể mình sẽ cho cả Linza vào. Ô, bạn thấy không? Bắn qua cái rừng cây chúng ta bị một thằng rồi, ôi bay như phim. Bắn ở đây xem nào. Chúng ta bắn hướng rừng cây. Chúng ta không có nhiều đạn để bắn tào lao. Rồi mình có thể dẹp được khớ quân của nó rồi. Rất tiếc là chúng ta đã hết đạn Maslock rồi. Maslock của chúng ta đã hết đạn. Cung thủ chúng ta đang chế độ ẩn nấp à? Bây giờ mới là đau đầu rồi. Nếu mình tiến công vào, bộ binh của mình thì không nhiều lắm. Fight will loại bỏ bớt lắm đứng cận chiến của nó đã. Chúng ta không cần đội hình giãn cách nữa, có thể chúng ta sẽ tiến lên một chút xíu kệ cung thủ đó. Nếu như cung thủ của nó tiếp tục không tiến ra, chúng ta sẽ áp sát. Có lẽ là ổn. Nhìn ra mình nghĩ là bắt đầu có việc để làm rồi. Đi ra đây. Có lẽ Linh ra phải trèo lên tường và đánh úp. Rất nhiều anh em hỏi thế, những cái tường như thế này thì chúng ta phải làm như nào để chống được. Cách nó, cách một cách khá đơn giản thôi. Và chúng ta sẽ loại bỏ các đơn vị cận chiến đó nếu cung thủ nó tiếp tục không chịu xông ra. Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cho cận chiến chúng ta tiếp cận rồi đã. Bây giờ chưa loại bỏ được đám cung thủ bên trong, chúng ta hơi vất. Loại bỏ cung thủ đó thì chúng ta phải có một lực lượng là... Chúng ta sẽ cho dần bọn này lên đã. Kỵ binh ninja thì ra đây cho anh. Trên này nó còn đội cung tên này khá mạnh này. Đấy. Nó còn đội cung tên khá mạnh trên này. Và khả năng cao là khi mình trèo tường mình sẽ bị mất một ít quân. Nhưng mà không có cách nào khác cả. Rồi. My lord, a glorious victory will soon be yours. Rồi. Đây nó có một đội cung thủ vẫn chưa chịu xuất đầu đối diện. Rất gan lì. Rồi đội ninja của chúng ta khi mà lực lượng kia hết đạn thì ninja bắt đầu chuyển sang chế độ ẩn nấp. Leo tường cho anh. Ở tầng bên trên của chúng nó thì toàn là lính cung thủ thôi, nó không có các đơn vị cận chiến. Có thể mình sẽ lợi dụng cái việc đó để mình trèo lên và xử lý chúng nó trên đấy.
sẵn sàng. Bộ binh sẵn sàng. Giờ đội ninja của chúng ta đang thâm nhập rất thành công. Chúng đã phát hiện ra nhưng đã quá muộn. Chiếm cổng thành, chiếm cái điểm này cho anh. Rồi. Không cần lén bị đạn đâu. Xong, chúng ta đã chiếm thành điểm của chúng ta rồi. Cận chiến cho anh. We have captured their tower, my lord. Xung vào. Đó là sức mạnh của ninja đấy các bạn. Các bạn có thể thấy ninja nó trèo tường không mất quân đâu các bạn. Vâng. Với mấy cái thằng cung thủ này thì tuổi gì mà đấu được với ninja. Vâng. Vâng. Các bạn có thể thấy mình loại bỏ những cung tên của nó dễ dàng như thế nào không? Rồi. Chúng ta chạy ra đây. Ninja ra đây cho anh. Nó đang rút quân xuống à? Mikata Samurai tiến vào. Cái binh đấy xông thẳng vào. Cung thủ rồi, đứng ra đây, bắn điểm trợ cho ninja đi. Nước tiếc là chúng ta không thể chạy lên đây được. Nào. Ngata Samurai. Tiến vào đây. Đội cung thủ nó bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Nào. Cuộc chiến với ninja. Ai. Ninja chúng ta giáp vàng. Không sợ. Nó rút quân lên đây. Nó không ngờ là bị móc lốp từ trên đỉnh xuống. Quân của chúng ta đang mệt mỏi. Thì đó không quan trọng. Tiến quân nhanh vào nào. Tiến nhanh vào đây. Đợi kỵ binh rồi, phải chạy trước. Kỵ binh chạy nhanh nhất, phải chạy vào trước. Bắn tên cho anh. Đúng rồi. Kỵ binh rồi, nhanh. Càn ngay mấy thằng cung thủ thôi. Đúng rồi. Our hidden units have been discovered, my lord. Rồi. Mọi việc có vẻ êm xuôi đấy. Rồi, hai đội kỵ binh. Rồi, cũng xử lý anh em. Mikata Samurai bây giờ mới lên tới đây. Trận này chúng ta sẽ bị thương vong một chút xíu để tường thành của nó cao mà. Nhưng ra chúng ta móc lốp vào phòng. Rồi. Rồi. Ủa bắn nhau, ái chà. Snoopy. Chúng ta không còn quân nữa rồi. One of our units has used all its ammunition, my lord. Tora. Ok kìa, mấy thằng Niigata Samurai ra đây. Đợi vệ thôi, rút luôn. Ngựa đã hoàn thành nhiệm vụ. Uầy, đội cung thủ nó bắn điểm trợ tốt thế nhỉ. One
one of our units has used all its ammunition, my lord. Các bạn có thể thấy trận này thì Linza không làm cái nhiệm vụ như mọi khi là lén lựu đạn đúng không ạ? Ngoài dù mình có thể lén được. Lén đi. Lén đây này. Rồi. Hơi tắt. Không bọn mày lén kiểu này chết đi chung nhiều lắm. Ôi. Yigata Samurai bây giờ mới tiến vào. Thôi những trận này chủ yếu là ninja đúng không? One of our units has used all its ammunition, my lord. Rồi. Chúng ta có thể nói là trận chiến đã kết thúc. Rồi. Các bạn thấy chưa? Đối với những thành mà nó cao, kể cả cao hơn nữa thì các bạn vẫn có thể đánh theo cách này. Ninja sẽ được nhập leo thẳng lên tường thành cao nhất của nó luôn. Chúng ta công thành với quân số ít hơn nhưng mà thương vong thì rất là nhẹ. Và hết tiền để sửa luôn. Nhưng mà có vẫn có tiền để phá nhà. Nhà thờ thì đương nhiên mình không dùng rồi. Nhà Metsuke thì mình sẽ... Cái này mình sẽ xây cái nhà đi ra nhà thờ ở lượt tiếp theo. Và có lẽ lượt này mình không có việc gì để làm nữa. Mình sẽ qua lượt. Chúng ta đã có 42 thành rồi. Chỉ cần 18 thành nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch rồi. À, gì đấy? Thôi xong mình ninja với nhau. À, mai hả bưởi. Đâu, thằng nào chơi anh? Thu nhập tăng trưởng từ tỉnh trừ mất 2000. Thằng này à? Mày hả bưởi, mày nghĩ mày ăn được ninja à? Nào để xem nào, Metsuke. Về lý thuyết Metsuke là chuyên để trị ninja đấy các bạn ạ. Cái gì đấy? Oh. Ui giời ơi. Nào ông ninja này có vẻ hậu đậu thế nhỉ? À, thôi vẫn được. Ngọt, ngọt, ngọt. Quá ngọt. Một ánh sao băng tắt giữa trời. Đất nước từ đấy tối tăm thôi. Nếu không phản phúc, không tham vọng, đất nước giờ đây hẳn kịp người. Ôi đồ ôi, xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ cho anh này xử lý xem nào. Tốn 1000. Vãi trưởng. Mình cho nó đến đây để nó thành cai à? Con hổ sứ cai ở đây đấy đúng không? Bắc Sinamu, Sinamu và Nam Sinamu. À, chúng ta đã tiến được thành này rồi đúng không? Sửa lại cái thành đấy. Xây nhà liên gia, nhà chùa. Dương 1. Thành này Dương 4 có nghĩa là có thể rút được một tháng đi rồi. Sao đây? Chạy nhanh nhanh nhờ cái. Dương 7. Dương 4 rút tiếp được. Rồi. Cho tiếp thằng này sang đây được.
Dương 2. Ok. Xây nhà thờ lên là ok. Chưa được. Ta vẫn phải ngồi đây một lượt à. Thành này vẫn đang cháy mà. Chúng ta chưa sửa được. Chắc phải ngồi đây một lượt nữa. Cộng 6 rồi. Sửa được thành nữa là chắc là êm. Cộng 2. Một thằng nó cũng chỉ an tụt. Không, đang xây nhà Linh ra là. Vùng này ổn rồi đúng không? Xây cái nhà thờ lên đã. Cho nó đi ra đi trước đường này đã. Omakaseo. Seishin no toitsu o sasete itadakimasu. Vùng này ổn rồi, bắt đầu mình sẽ rút các anh gần đi dần. Hai. Ok rồi. Cộng 3 rất tốt, có nhà thờ phát là êm ngay. Rồi, cứ có nhà thờ, nhà liên gia là ổn hết. Cộng 3. Đồng nghĩa với chúng ta rút đi được 3 đơn vị lính. 1. Hai. Tướng nữa. Rồi. Tỉnh này thì chờ xíu. Tỉnh này cộng 8. Chưa rút được. Tỉnh này chắc cả không. Chúng ta không có nhiều. Cộng 5 này. Cộng không. Xây được cái nhà thờ lên đã thì mới êm được 3 lượt nữa. Rồi cứ từ từ. Xong. Còn thằng nào thích làm loạn à? Hết tiền rồi. Mình phải cho mấy ông thầy tu đứng đây để nó tăng cái mức độ truyền đạo sang cái vùng này á. Nhanh thôi. Quân đoàn này đánh đây, đánh vào đây à? Đánh vào đây, đánh vào đây. Quân đoàn này đánh vào đây, dọc đây. Rồi, ok. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình rồi. Có điều chúng ta không có nhiều tiền để có thể nâng cấp nhiều được như vậy. Rồi, thành này nó không có quân gì cả. Sửa một xíu là ok. 43 tỉnh rồi, qua lượt đã. Kinh tế của mình rất là eo hẹp. Mình vừa thấy có mấy thằng nó đang đi qua mình. Một loạn dâng cao ở đâu? Đây à? Lý do là... mấy cái thuyền chiến của nó cứ thích làm loạn à. Tono,
Trời ơi. Lực lượng này luôn luôn dự bị đằng sau để phòng chúng nó thích nổi loạn. Chúng ta còn cái thuyền nào đằng sau này nữa nhỉ? Còn không nhỉ? Mình nhớ là mình bổ sung các đơn vị quân khá là dàn mỏng khắp nơi mà. Bắc này thì có lẽ là đóng hạm đội ở đây như này là hơi nhiều. Với lực lượng như thế này thì không thể nào có thể tiến tiếp được nữa rồi. Hai chiếc. Ba chiếc là đảm bảo nó không thể rút ra được. Tương tự vậy, chỗ này ba chiếc. Nơi đó bị hỏng. Chúng ta sẽ tiến tiếp lên trên này. Chỗ này thì mình đã chết rồi. Có thể mình sẽ tiến qua đây. Vòng xuống bên dưới kia xem nào. Để chắc ăn thì có lẽ lên có một cái chiến thuyền nào đó ở vùng này chứ nhỉ. Nó lại lòng vòng đi qua đây thì mình lại chết toi. Thôi kệ. Việc đâu còn có đó. Ui, vùng này chị An được luôn. Cũng không. Tốt. Hay rồi. Cho mấy thằng Mad Snoke này nó đi một tí. Vùng này thì không sợ. Vùng này thì nó bị đốt cháy nên lượt sau nó sửa xong thì nó êm. Phun tách đóng đây thì sợ gì. Rồi. Cộng 1. Cái nhà Linh xây xong cái nhà thờ nữa là êm. Cộng 13. Cái nhà thờ là êm ngay. Thành đơn giản này chúng ta giải quyết đơn giản, không cần phải tốn quá nhiều sức. Rồi, chị An lốt tỉnh này cho anh. Xây nhà thờ trước, lưng nó lên. Để xây tiếp một công trình nữa. Không biết nhân thực. Tiền không cần lưng, không cần thiết. Rồi, tiến lên. Chúng ta cần ổn định rất nhanh càng tốt. Tỷ lệ thành công rất thấp. Ái chà. Cái này là tôn. Ý cái gì? Ôi cái mồm. Ôm cái gì? Tôn nó xin bê để gozari mà sử. Tụi nào có mệnh lệnh. Không đáng ngại lắm. Còn 3 thằng thôi, thằng này là 1. Date và thằng này thì bị vây toàn bộ rồi. Shite, watakushi no oyakume wa. Đây à. Tono, oyobi deshou ka? Yorokonde otsukai moushiagemasu. Tono. Rồi, cái này mà 6.000. 6.000 tích tiền á. Ái chà, nó đang tiến theo hướng này à? Rút về rồi.
Natsuke thăng hạng đâu? Chuyên gia thăng hạng ở đâu? Đây à? Natsuke ở đâu thăng hạng nhỉ? Tỉnh này sửa, trong sửa đốt đi. Xây cái nhà thờ đó. Tỉnh này chưa rút đi được. Âm 9 cào lắm. Cũng không. Không có nhà thờ, không thể nhanh lên được, chị A được. Chúng ta đánh đâu chúng ta lại phải trị an đến đó. Nên là không thể đánh nhanh được. Xây thì cũng không cần xây nhiều đâu. Xây nhiều chúng ta tốn tiền. Xây đủ dùng thôi. Cũng 4 được à. Có nhà thờ phát êm ngay. Thành này muốn đội quân hộ à? Trận này nó easy, phải có thành của quân nó đứng gác nhiều mình mới phải dùng. Rồi rất là ngon lành cành đào. Đi ra nhà thờ đã mất 2 lượt. Chưa ổn được. Tỉnh này xem nào. Cộng 3. Xây xong cái nhà thờ là ổn. Là có thể rút quân đi được. Còn hơn 10.000. いかにいたしましょう. Rồi, dẹp loạn lên. Vùng cả này của nó thì đang bị phong tỏa rồi. Hai, Ue-sama. Mina no mono, shukko yoi. Hop, tono. Sẽ không có một cuộc tấn công nào được đi qua được cùng ngày hết. Chuyển hoa khấu à? Chuyển 50% thời gian xây dựng ở tỉnh này. À, ngon. 45 tỉnh. 45 tỉnh. Nhà linh gia và nhà thờ các bạn nhớ cho mình nhé. Đối với bất kỳ một cái tỉnh nào mà các bạn không cần phải có nhiều ý nghĩa về mặt quân sự hay là địa vị trí địa lý thì các bạn cứ xây hai công trình này cho mình để nó tăng nhanh cái trị an lên á. Tăng trị an lên thì các bạn sẽ có thể rút quân đi và giải quyết được những việc khác. Cộng 12 thì mình nghĩ là tỉnh này cộng 4. Rút được một thằng này đi nhỉ. Cộng 3. Rút lốt thằng này đi được. Tono. Ose no tori ni. Ồ. Mochiron desu. Rút đi pháp tỉnh này mất không êm được à? Trừ 2. Đợt sau có 2 công trình này là êm. Tỉnh này êm rồi. Tono e no chuse o chikaimasu.
仰せの通り。この絵の忠誠を誓います。Có sắp tỉ này em luôn này. Hoa gà katana wa tono no mono. Tỉ này chị An nhanh nhỉ. Hoa gà katana wa tono no mono. Rồi. Xây cái nhà thờ. Gỗ à? Xây được cái nhà thờ lên, tỉnh này cũng vậy. Xây được cái nhà thờ lên, mọi việc cũng êm. Khỉ gió nhỉ? Trừ một. Tỉnh này cũng trừ một. Chắc phải cho nhà linh gia lên cấp. Như thế này là được cái gì? Cho Metsuke đi phát này. Ê nhà chấn áp này. Rồi. Chắc phải lâng cái này lên đời 2 rồi. Rồi cứ cho nó lên đời 2 phát. Tương tự vậy với khu vực bên này. Nhà lời tin ra này thì rất cấp rất cao rồi. Mình chỉ... Tôi sẽ theo dõi. Tôi sẽ theo dõi. Trừ 8 rồi. Cho thằng này là chuyên thua. Tỉnh này 1. Cộng 0. Cộng 2. Nhà thờ cấp 2 rồi. Có mệnh lệnh để chung cả. Rồi. Tono no mê zuru mama. Ika ni itashimashou. Wakarimashita. Thất bại. Tô tập bại. Đại miêu. Ai chả. Ika ni otsukai moushiagemashou. Tô tập shimashou. Sắp thấp hơn để thành công. Lạ gì. Nói thấp hơn thì nó cũng mắc rồi đây này. Nhìn ra. Đây rồi. Đất của đàn đa tê đây rồi. What the. Chúng mày đứng ở đây làm gì? Chúng mày đứng ở đây làm gì? Nối được tuyến đường buôn này là mình cũng do thám được kha khá này. Có lẽ để phòng bất chắc thì nên có một chiến thuyền nữa. Rồi ở đâu chui ra bộ binh này? Rồi. Lượt sau mình sẽ phải đánh. Cộng 1. À, chúng ta vừa unlock một cái công nghệ. À chúng ta chiếm tất cả các điểm giao thương thì chúng ta được cái công nghệ đó à. One of our sea trade routes is under attack from an enemy fleet. Without intervention, they will continue to raid and take our goods and income for themselves. Và chúng ta đã chiếm tất cả các điểm giao thương.
Và em hiểu cái điều đó, ý chị nói là cái tỉnh phủ khi này sao chị An thấp thế nhỉ? Có mệnh lệnh đấy chứ không? Chỉ một. Mua một cái thằng nông dân cho nó đứng đây cho nó nhanh. Mất thời gian. Trừ hai. Quân đoàn này không thể cứ đứng ở đây chơi mãi được. Tỉnh này cộng một không rút được. Tỉnh này cộng ba, cộng ba thì có thể rút được rồi. Cộng một mà cứ đứng như đây đã. Chưa rút được. Nhà thờ. Xây thêm một cái công trình ở Matsuke là mình lại phải rút. Tỉnh này cứ phải xây cái nhà thờ lên. Xây nhà thờ thôi, nhà linh gia thôi. Trừ một. Tỉnh này sao nhỉ? Không, không. Trừ một à? Thế cho nó nhanh. Thế thôi, giải quyết từng từ, từng thằng một, từng thằng một. Đợt loạn đi em. Khá nhiều kỵ binh. Và được rồi, chờ xíu anh không lên anh sửa mày. Cộng một. Chưa rút được. Nhà liên gia, nhà chùa lên cấp 2 là rút được. Cộng 1. Chưa được à? Nhà liên gia lên cấp 2 nữa là được. Định đưa quân tái chiếm à? Không có cơ hội đâu em. Hỗn loạn dâng cao. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải làm sao để có thể ông chị An tỉnh này. Mà em ấy cái tỉnh Tà Lao này. Hoặc có một cách đơn giản hơn là các bạn mua ngay mấy cái thằng lính nông dân ở cái vùng đấy. Rẻ tiền. Cộng 4 này. Đúng rồi. Sao mình mua nhỉ? Để cho chị An thằng nhanh. Mua luôn mấy thằng nông dân cho nó rẻ.
Rồi, giờ này thì miễn thuế được, chúng ta đâu cần quá nhiều tiền đâu. Bắn đây đã. Thành này to ấy, đánh là cũng hơi vất đấy. Tỉnh này đã êm. Nhưng mà để chắc chắn thì cứ phải lâm cái nhà Linh Gia lên đã. Ba cánh quân của mình vẫn đang tiếp tục. Nhà Linh Gia. Ổn. Giờ chúng ta sẽ tấn công chiến tranh thần tốc mà. Mình vừa thấy lấp ló mấy thằng nó chạy ra đây đúng không? Thuyền của cướp biển thì kệ chúng nó thôi, mình cũng không sợ. Còn mấy cái thằng thuyền buôn này thì đừng có láo. Chúng ta có thể chiếm được đến cái cảng chỗ này rồi, mua mấy thuyền buôn đây cho nó sang đấy. Wow, tướng của mình 4 sao. Cái tỉnh này sao có một công trình như này. Wow, mình tiến sát đất của thằng này rồi đấy. Nó chuẩn bị vác quân sang, nó pem mình như này rồi. Cho nó pem luôn. Một à. Mua mấy thằng nông dân là một giải pháp hợp lý nhỉ. Cốc bún. Chỉ 8 cơ mà. Mất khá nhiều thời gian để chị An. Cấp 6. Chưa có quân. Các bạn thấy là anh An nhà nào? Mình đi thống nhất nước Nhật nó giống như đi một cuộc đi dạo chơi ấy mà. Chà, quân nổi dậy nữa ở đây, nó đang làm loạn đất của thằng này. Thằng này bây giờ vẫn còn đang trị an à? À, ra khá nhiều lính, xịn đấy. Xịn đấy. Bình tĩnh nhá, cánh quân này đứng ở đây á. Cánh quân này tiến quá nhanh. Trong khi cánh quân trung tâm và cánh quân phía nam thì chưa tiến được xa lắm. Dù sao cái vùng đó cũng chưa ổn được, chúng ta phải trị an một xí nữa.
cánh quân Việt Nam của mình đang đến đây rồi. Và những trận đánh này easy, chúng ta cứ auto thôi. Chắc là khó chúng ta sẽ đánh. Mình vẫn cứ phải tích một lượng tiền đáng kể để duy trì cái việc xây dựng các cái công trình nhà ngựa. Ta vẫn có tiền để duy trì và nâng cấp sửa chữa các cái công trình mới. Tỉnh này thế nào rồi? Cộng 3 rồi đúng không? Cho thầy tu vào đây. Mọi việc êm ngay. Vùng này thế nào rồi? Cộng 1 à? Cộng 2 ngay. Cứ phải có cái này rồi. Nhà thờ lên á thì mới êm được. Trận công thành ở đây mới là vất vả này. Mình phải xem là các tướng lĩnh và thuộc hạ mình trung thành rất cao luôn. Ổn. Giờ này thì có lẽ không còn nhiều các trận đánh hải quân nữa. À, vừa thấy có một thằng chạy loanh quanh trên đất của mình ở góc trên. Nhìn ra thằng hạ. Khôn ngoan cứ bắt giữ. Ai chả. Cộng 5 rồi à? Cho cái nhà linh gia lên cấp nữa. Cộng 2. Phải tiếp tục thu thuế mới có tiền chứ. Miễn thuế mãi thì ấy đâu có tiền. Một, hai, ba, bốn. Tỉnh này nữa. Âm mấy? Âm 6 cơ. Cho nhà thờ lên tầng nữa xem. 4 chiếc à? 2 chiếc nữa ở lượt này. Cho lên kia. Kiếm ăn. Đây rồi. Thánh quyết định cho quân ra đây để đánh nhau mình rồi. Anh em chuẩn bị sẵn sàng. Thằng Linh ra lên trên này đi. Tiếc là cái thành này nó hơi thấp. Kể nó cao hơn xíu nữa thì mình phòng thủ nó dễ hơn. Này nó đưa quân nó đánh cho rồi. この神の御加護直ちにこれは殿目指すところにわかりました殿何なりと殿何かお役に立てることを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 殿何かお役に立
chặn đứng đường biển, nó không thể thoát được, hạm đội nó đứng ở đây không chạy được. Tấn công vào mùa đông là một giải pháp không phải là lựa chọn tốt các bạn ạ. Mùa đông này chúng ta sẽ bị giảm khả năng chiến đấu. Và quân phòng phòng thủ của nó thì khá là xịn đấy. Nhưng có một điều chúng ta có lợi thế là chúng nó ít cung thủ. Nó có 2 đội cung thủ thôi. Nên là mình sẽ... Trận này thì ninja có lẽ không leo tường nhiều mà có lẽ yểm trợ ném lựu đạn thôi. Tuy mỗi trận đánh mình, các bạn phải biết là cái thằng Linza nó cực kỳ nhiều tác dụng. Nó có thể lén lựu đạn khói để làm mù mắt, làm mờ mắt đối phương, làm đối phương mất phương hướng không thể tấn công được chúng ta này. Nó có thể lén lựu đạn nổ để có thể tiêu diệt đối phương, cũng có thể leo tường, có thể cận chiến. Chỉ một điểm yếu duy nhất của Linza đó là số lượng ít. Và thế nên là tường thành này nó còn to hơn thành kia. Tường này, xem nào, tường lúc nãy của chúng ta chỉ có, đây tường này của nó mấy cấp liền này. Trận này chúng ta đánh là chúng ta phải tiến hơi mệt đấy. Hồi, không sao, chúng ta, lúc nãy chúng ta chỉ lên một phát tường này nó lên tới nơi đúng không? Phát này chúng ta phải trèo 2 lần rồi. Nhưng được cái chúng nó ít cung thủ thì mình cứ tạt tà mà đánh thôi. Đừng đứng đấy, đứng đây, không kẻo lại khuất tầm nhìn. Chỉ có cung thủ nên đứng. Thành nó rất to. Mà trận này thì nó khá nhiều samurai đấy, nên là bộ binh cận chiến của chúng ta trận này phải hết sức cẩn thận, không nào có thể chúng ta không đánh dễ dàng như các trận khác ở đâu. Có điều ninja thì ổn, có mỗi ninja là ổn. Ninja trận này sẽ được ném bom chứ không phải leo tường đấy. Ninja trận này không cần phải làm vũ công múa cột nữa. Mình xem nó, xem đội cung thủ ở đâu á. Nó chỉ có 2 đội cung thôi mà. Đây có một đội này. Đứng ở đây thì mày phải ăn tên. Đây một đội nữa. Rồi, đã xong. Đã nhận hàng. Bay. Bay như chim. Một phát. Tiếp vào đây. Tần 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 tần. Tiến đến đây các em. Nó không tới tầm bắn đâu mà. Cung thủ nó không bắn được mình đâu. Thấy chưa? Rồi, bắn. Bắn ngay. Bắn được mà, sao phải di chuyển? Thôi xong, quả này lại phá hoại bay. Lại có một số đồng chí. Bắn vào đây. Lên hẳn đây để bắn. Nó không bắn tới mà. Cung thủ nó bắn không tới. Chết gần hết à. Xem cung thủ nó đứng ở đâu. Cẩn thận, đứng gần quá nó lại bắn được. Đứng bên kia nữa. Đám còn lại, đám còn lại thì để cung thủ mình giải quyết được. Đấy, đi vào tầm bắn của cung thủ nó rồi. What's up? Chạy ra.
Phi bị đã chết đến mấy chục thằng. Nguy hiểm lắm, cung thủ nó gác thành nguy hiểm lắm. Đây rồi, cho mấy thằng pizza lên đây nữa. Nó chỉ nhiều cận chiến thôi, tầm xa là không đáng kể lắm đâu. Úi xuôi, chết cả cái đám đằng sau. Our hidden units have been discovered, my lord. Rồi Lisa nó bắt đầu lén bị đoạn rồi. Cung thủ mình bắt đầu có thể tràn lên và đứng ở đây rồi. Không chắc lắm nhưng mà từ từ đã, đứng đây đã. Để Maslock nó giữ xử lý nốt đội cung bên này. Cơ số thằng chết. Tiếp. Cái Maslock của chúng ta cũng còn khá đặng. Nát cái đội này rồi. Chết 1 phần 3 rồi. Nó đứng gác ở trên cái trời cây này. Unit has used all its ammunition, my lord. À đâu? Mỗi thằng katana samurai hai lượt và một lượt nữa chết mất 40-50 thằng vì một loạt có kết này gớm gì. Bắn chậm thế, nạp đạn hơi lâu. Ai chả, bên này thì mấy thằng cung thủ nó làm việc có vẻ hơi thấm đấy. Bắn đi anh. Còn đạn không? Hết đạn rồi à? Không hết đạn thật. Tiến đây. Akias Daisy.
thôi xong. Mấy con ngựa này thích đứng ở gần tường. Đội hung thủ vẫn còn khá tên nhỉ. Nhưng mà phải chính là phải diệt cái bọn này. Bắn bọn này cho anh. Nigata Samurai tiến lên đây. Cứu binh nữa, tiến lên đây. Bắn tên lửa cho anh. Đảm bảo rằng vùng này cháy nhốt cho anh. Rồi, hay quá, chuẩn bị lổ. Chúng ta hết tên lửa rồi, nhưng đâu phải chúng ta hết cách để đốt cháy vùng này. 71, 74, sắp cháy tiếp rồi. Cháy tiếp. Vẫn tiếp tục cháy. Rồi. 91, 94, lỗ. Dồn 4% chưa cháy hoàn toàn. Đám cung thủ có thể đến ở đây rồi. Bình tĩnh để đi ra nó giải quyết đó. Úi giời ơi, dùng hỏa khí chúng ta sẽ đỡ tốn quân hơn, bởi vì cận chiến chúng nó đông lắm. Bây giờ tiến vào mình e đấy, để mấy thằng đi ra nó giết bớt bọn này này. Chúng ta đâu có nhiều cận chiến lắm đâu, ít lắm. Binh thì trận này phế, không làm được gì. Wow, Katana Samurai gần hết tên rồi, đau đầu nhỉ. Làm sao mà hạ bọn này bây giờ, tên gần hết rồi. Chúng nó vẫn đông quá. Chúng nó vẫn đông thế này. One of our units has used all its ammunition, my lord. Đi ra thì vẫn còn nhiều bom. Vậy thì phải cố gắng lên thôi. Quân nó vẫn đông quá. Chứ nó cung thủ gần hết tên rồi. Hết rồi. Số đơn vị đã hết tên. One of our units has used all its ammunition, my lord. Sure.
cố gắng giết được càng nhiều càng tốt. Ui trời ơi, trời ơi. Ninja vẫn còn nhiều lựu đạn mà ném nốt này. Ôi nó toàn samurai thôi. Cho cái lén bị bạn đó. Cố lên các em. Đúng rồi. Chà. Nhưng địch vẫn đông quân vãi nhỉ. Nhưng nào giờ thì em thua. Nó bị vướng tường, nó không nhìn được, nó nén. Ui, một số thằng chết vang sát nó tận đây kìa. Giết được khá khá rồi đấy. Vẫn còn khá nhiều lựu đạn ném đi đã. Chỗ này không ném được.
Kaiji Samurai. Yazi Samurai, tiến vào đây. Ủa như nó đông lắm, này vào mình thua mất. Dạ, thế nhỉ. À, hay quá. Ném đi em. Nhanh hơn là chúng ta chém nhau nhiều. Quân mà nó tuy thương vong vẫn còn khá đông so với mình là vẫn đang đông hơn. Lựu đạn ném như thế mà thủng lỗ chỗ trên đất nhà nó rồi mà vẫn chưa chết được mấy. Cũng có chết nhưng mà quân nó vẫn đông quá. Yanzi Samurai. Đến đây lém phát rồi, ăn được. Nãy giờ hai lần đến ở đây rồi, không ăn được. Khuất tầm nhìn. Hay quá. Mỗi lần chạy qua lại ăn nó đòn à? Mình ít đơn vị à, cận chiến quá. Thank you.
quẩy đá. Mấy anh này là mấy anh quẩy đá đầy cao à? À tốt, mấy anh này cũng bắt đầu lén rồi. Có rồi, lén ra hết đó. Còn lựu đạn được thì cứ lén đi. Hết lựu đạn rồi. Nó vẫn còn. Ai già tiếp tục quăng bom. Ai già đi ra nó phá cháy hết thành rồi đây. Quăng bom tiếp đi. À, 94, 98. Boom. Mày đứng gác ở đây à? Katana Samurai. Quân của nó tuy tàn tật nhưng mà liệu mình có ăn được không nhỉ? Bọn trong này nó chung xuống mới là đau đầu. Thôi cũng phải lên thôi. Tốt. Chết dần chết mòn. Tốt rồi. One of our units has used all its ammunition, my lord. Tất cả chúng ta tập trung ra đây. Đây. Trận này cung thủ chắc cũng phải làm việc rồi. Katana Samurai vẫn còn nhiều thế. Mình đã làm mọi cách để giảm bớt thiệt hại xuống rồi. Shinobi no. Tướng, chuẩn bị boost tinh thần cho quân đội.
Mình cần một cú Chage rất mạnh ở sau lưng của ninja. Bình tĩnh dàn quân đã. Chúng nó không dám tiến xuống à? Đi tốc độ chậm thôi, tốc độ nhanh thì tốn sức. Áp sát phát. Đi ra rồi. Chào tưởng. My lord, a glorious victory will soon be yours. Chúng ta mất tinh thần hết rồi. Mấy thằng ninja đã trèo lên đây à? Kìa, có katana samurai kìa. Binh xông vào đạp cho một phát katana samurai của nó cho anh. Nó thích đánh nhau à? Chà ghê của ninja, của nó là hổ thật. Katana samurai thì chết cực nhanh rồi. Kiểu này đến bao giờ mới xong cổng liệu có cần không nhỉ? Nhưng mà chắc ăn thì cũng phải lên cho cả ninja, cả ninja samurai cùng vào để mình ninja treo tường thoải mái. Treo thì treo được nhưng mà nguy hiểm, nhỡ nó công tiếp thì nó làm nhỉ? Lực lượng mỏng quá là nguy hiểm đấy. どうぞ。参上いたしました。
Chứ nó mất tinh thần hết rồi. Chiếm tháp canh. Và chúng ta đã chiếm được cái tháp canh của nó. Super. Ra rồi, chèo tường vào luôn ra. À đây, chèo hướng này này. Phát hiện nổi thì toàn samurai với nhau, không biết đâu là con mình thôi, còn nó ngoài cái cờ, cắt cờ đi thì chịu. Chỉ có ninja thì mình mới có thể phát hiện ra được. Ôi ôi, đám ninja nó đã leo tường vào rồi. Ủa, nó leo nhanh như phim trưởng. Ủa, 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 ủa. Chỉ thế thôi à? Một phát xông này xuống nó chém cho bọn này mất tinh thần luôn. Nó chém từ đằng sau này thì chết cơ số luôn. Rồi đấy. Xong rồi. Mình rất thích pizza. Pizza này thì ít khi thấy nó mệt lắm. Bọn kia chạy liên tục mệt nhưng mà bọn pizza này nó khỏe. Rồi, trong này rất nhiều samurai của nó ở đây. Samurai. Úi dồi ôi. Mày. Á chà, vật xuống rồi chưa ăn được à? Á chà. Tướng của mình cũng tràn vào đây rồi. Ôi dồi ôi. Mình rất thích đi ra khi mà dứt điểm. Ôi đây là hero của nó đấy.
Nó sẽ cả những đội vũ tướng của nó chắc là chắc chắn được rồi. Rồi tướng ra đây đứng nhìn ra. Ai chà, anh nông dân cuối cùng, anh nông dân cuối cùng. Ai à, ai à. Ai chà, anh nông dân thì khỏe nhờ. Giết được mấy con ngựa bây giờ đấy. Ai chà, võ, võ giỏi hết đấy. Ai da. Được, 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 được. Ai da. Anh tránh giỏi rất tốt. Rồi, đi ra nó đến đây rồi. Anh e là mày đánh mấy con ngựa thì được, chứ mấy thằng đi ra thì nó không tha đâu. Sao ấy? Nó đi ra nó chọc vào phát à? Nói xong rồi. Là các bạn thấy không, chỉ thương vong rất nhẹ, mất có 200 chiến sĩ thôi. Khi chúng ta đối đầu đội quân mà chúng ta toàn samurai như vậy, chúng ta không để đánh ẩu. Tướng chúng ta lên cấp à? Chuyển mà. Một chỉ huy ghi lòng trung thành của tướng này. Rồi, tướng này lòng trung thành hơi thấp. Bốn sao. Nói chung thì trung thành của các tướng của mình bây giờ đều ở cái mức rất là cao. Thằng này nó thấp bởi vì nó không có chức vụ gì. Thằng này nó tiền này, kiếm rồi này. Ờ, thằng này cho nó cái bát hương này. Đúng rồi. Thế là trung thành nó lên cũng chỉ liên. Trung thành 6 điểm luôn. Mắc luôn này. Mắc luôn rồi. Hầu hết tướng của mình mắc trung thành rồi. Ổn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn có thể ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.